Mình trả lời câu hỏi của bạn Dương Lê 3531. Anh ơi, con MacBook Pro của em 2019 i5 RAM 16GB SSD 512 của em số lần sạc là 131 lần, máy báo bảo trì pin. Em check trên phần mềm thì con này còn 61% trên 100%. Lỗi này là do pin hay do phần mềm? Em sạc đầy 100% xem YouTube liên tục vẫn được khoảng 5 tiếng chế độ Full HD và không sử dụng loa của Mac. Em ơi, cái trường hợp này thì nguyên nhân nó như này nhá. Thứ nhất mà cái phần mềm ở trên Mac ấy nó báo là cực kỳ chuẩn. Tại vì một số con dung lượng vẫn có thể còn được 5 đến 6 tiếng, nhưng mà em để ý bên trong ấy, pin nó đã bị phồng hết rồi. Pin nó đã bị phồng, mà phồng thì nó cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vấn đề về pin. Có nhiều trường hợp nguyên nhân chập nổ là do pin em ạ. Nên khi mà phần mềm nó đã báo như này rồi thì tốt nhất là em lên đi thay. Phần mềm ở trên Mac ấy, mình khẳng định nó có thể chính xác đến 99%. Thông thường tháo quả pin của em ra nó phồng hết bên trong. Đấy. Và một quả pin thay dòng máy này hiện giá thị trường khoảng gần 2 củ. Đấy. Em xem những cái video mà anh mở máy nhá, những trường hợp thay pin mà nó bị phồng thì em xem nhá, em hiểu hơn nhá. Thưa các bạn, là tình huống thứ 10 là cái tình huống mà có lẽ cũng được ghi nhận rất nhiều trường hợp, đó là quả pin bên trong máy bị lỗi mà các bạn không chịu đi thay, hoặc đi thay những quả pin không rõ nguồn gốc dẫn đến tình trạng giống như cái sạc vừa rồi. Bởi vì pin trực tiếp kết nối với bo mạch chủ, đó là cái main bên trong máy. Nếu quả pin hỏng, các bạn cố tình các bạn dùng trên MacBook nhé, trên MacBook nó sẽ có một tính năng, đó là báo pin của các bạn. Ví dụ trong trường hợp là báo battery service, có nghĩa là pin của bạn phải thay thế. Nhưng nhiều bạn không để ý, vẫn cứ cố tình dùng. Thế là nó hỏng, nó chập cháy, nó lổ. Có những trường hợp cháy đen xì bên trong, main chết không cứu được. Đấy. Nên khi bắt đầu có hiện tượng về pin, quả pin trong như này thôi, nó không khác gì một quả bom hẹn giờ trong chiếc máy cả. Pin trong thế thôi, nguy hiểm lắm các bạn ạ. Đấy. Nên thấy trường hợp pin bên trong máy nó báo nhá, phải đi thay luôn cho mình. Đó. Khi đi thay, các bạn phải hỏi ngay những cái chủ cửa hàng thay, tôi phải thay một quả pin, loại pin tốt nhất, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đảm bảo cho tôi, bảo hành cho tôi. Bởi vì nếu các bạn tiếc tiền cũng giống như cái sạc, nếu mà thay một quả pin OEM có chất lượng kém, nguồn gốc, dung lượng không đủ chẳng hạn. Thứ nhất là kém thì cũng rất dễ có thể là chập cháy, chết máy của các bạn. Thứ hai nữa là pin cái cell của nó không đủ. Có thể là pin của nó sẽ không đảm bảo cho các bạn dùng được cái thời gian tiếng như ban đầu, chẳng hạn ban đầu dùng 10 tiếng mà các bạn thay quả pin mà nó dùng được chỉ 5-6 tiếng thì chắc chắn quả pin của các bạn có vấn đề, đúng không ạ? Hoặc có thể là các bạn dùng khi hết bảo hành, tự nhiên một ngày đẹp trời pin nó không lên hoặc báo pin lỗi chẳng hạn. Đây cũng là cái tình huống cực kỳ nguy hiểm dẫn đến tình trạng cái laptop và cái MacBook của bạn bị đột tử, nên các bạn dùng máy cũng phải chú ý các bạn nhé. Cả nhà xem trang YouTube của TND thì hãy đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những video mới nhất. Mong rằng là mọi người ủng hộ kênh của mình bằng cách là đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin cũng như laptop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.